sân vận động mới của Lamphun Warrior, đội bóng đang chơi tại Thai League 1 đang tiến sát đến ngày hoàn thành. Mới đây, hệ thống chiếu sáng của sân vận động mới đã được lắp đặt lên 4 trụ đèn nằm phía sau hai khán đài. Phía dưới khán đài các phòng chức năng cũng như mặt tiền của sân vận động cũng đang được hoàn thành. Sân vận động mới của Lamphun Warrior được thiết kế để trở thành sân bóng đá chuyên dụng. Với kiến trúc đơn giản, ở giai đoạn này sân vận động chỉ có hai khán đài với mái che và ghế ngồi đầy đủ, mang đến sức chứa 5.400 khán giả. Trong tương lai nếu câu lạc bộ Lamphun Warrior tiếp tục lớn mạnh, sân vận động này sẽ được mở rộng thêm khán đài ở hai phía còn lại, nâng sức chứa lên khoảng 10.000 khán giả.